Chào các thầy cô. Trong cái giai đoạn mà dịch Covid 2019 đang diễn biến phức tạp như hiện nay thì khắp trên cả nước thì cả học sinh và sinh viên thì đều đang phải tiến hành cái việc là học trực tuyến ở nhà. Đối với các thầy cô đã quen với việc là sử dụng phấn trắng, bảng đen trong dạy học thì khi sử dụng cái việc dạy học online thì thầy cô gặp đôi chút lúng túng. Thì trong cái video này tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô cách kết hợp giữa việc viết bảng với dạy học trực tuyến trên cái phần mềm Microsoft Teams. Thì để minh họa điều này thì đầu tiên ta sẽ mở cái phần mềm Teams. Thì để tổ chức một cái buổi dạy trực tuyến thì ta sẽ bắt đầu bằng cái chức năng là họp ngay ở đây đúng không ạ? Hay nó gọi là Meet Now. Thì khi thầy cô bắt đầu cuộc họp thì thầy cô có thể bật hoặc tắt camera tùy ý. Ta sẽ bấm vào họp ngay. Và đây để dễ hình dung thì tôi sẽ minh họa thêm một cái màn hình của học sinh. Để thầy cô quan sát được là cái thao tác của học sinh sẽ diễn ra như nào. Đây. Cái màn hình Teams của học sinh. Ở đây các thầy cô quan sát cái màn hình của giáo viên ở bên tay trái và màn hình của học sinh ở bên tay phải. Đầu tiên ta bấm vào chỗ họp ngay ạ. Đúng ạ. Chính là nếu học sinh mà chưa nhìn thấy cái cuộc họp này, thầy cô có thể chủ động yêu cầu học sinh tham gia để ta quan sát cái màn hình bên học sinh. Học sinh có thể chọn là gì ạ? Chọn là chấp nhận. Đây, học sinh sẽ nhận được cái cuộc gọi này. Học sinh có thể chọn là bật tắt mic. Thường sẽ chọn tắt mic để cho lớp học đỡ bị ồn. Đây tôi sẽ tắt luôn cả loa đây bởi vì nó đang mô phỏng nên là nếu ta để ở đây thì nó sẽ gây ra cái tiếng ồn. Bây giờ ta sẽ tập trung vào cái việc gì ạ? Việc mô phỏng với camera sẽ được sử dụng như nào? Thì để sử dụng cái việc kết hợp với để kết hợp với việc viết bảng thì thầy cô cần mở cái camera, cái ứng dụng camera trên máy tính bằng cách là ta bấm vào biểu tượng tìm kiếm đấy, sau đó ta đánh cái chữ camera nên nó sẽ hiện ra cái chức năng camera đó. Ở đây là máy của tôi là tôi đã cài một cái phần mềm camera trên điện thoại là iVCam, tuy nhiên cái cách này tôi sẽ nói sau, tôi sẽ thay đổi về sử dụng cái camera chính của máy tính. Đúng không? Thì thầy cô có thể quan sát trên màn hình là khi bật camera của máy tính ấy, ta cũng hoàn toàn có thể quan sát được cái bảng phía sau. Đúng không? Đây tôi mô tả là có một cái bảng. Cái bảng này bé thôi nhưng nhìn vào phía sau thầy cô thấy là gì ạ? Ta hoàn toàn có thể chiếu kín một cái bảng gì ạ? Một cái bảng lớn hơn. Thì sau khi chiếu cái camera này ra thì ta sẽ làm như nào để học sinh có thể quan sát được. Đó nó vào trong cái màn hình của Team ạ. Thầy cô sẽ chọn chức năng chia sẻ màn hình. Và đây ta sẽ chọn chính là chia sẻ cái ứng dụng camera này. Đây thì ta thấy là gì ạ? Cái màn hình viết bảng của thầy cô đã phủ kín gì ạ? Phủ kín cái màn hình này. Đây, và bên màn hình của học sinh ạ, các thầy cô thấy là gì ạ? Học sinh có thể nhìn thấy gì? Nhìn thấy cái bảng mà các thầy cô chiếu ở phía đằng sau này. Được chưa? Thì cái ưu điểm của cách này là gì? À, với cái cách này thầy cô sử dụng trực tiếp cái camera trên máy tính ấy, thì nó sẽ không có một cái độ trễ nào cả. Và cũng đơn giản đúng không ạ? Tuy nhiên cái cách này thì vì cái chất lượng của webcam trên máy tính nó không thể tốt bằng camera của điện thoại chuyên phục vụ cho cái việc chụp ảnh được. Nên là ta gì ạ? Ta cũng có thể sử dụng cái cách thứ hai, đó là chúng ta kết hợp giữa cái camera của điện thoại và camera của máy tính trong cái quá trình giảng dạy. Thì để làm điều này thì thầy cô có thể sử dụng, có thể cài thêm một cái phần mềm. Đó là cái phần mềm là iVCam. Đây, tên của phần mềm này là iVCam. Cái này rất đơn giản, thầy cô lên Google search sẽ ra cái phần mềm này. Và thầy cô chú ý là thầy cô phải cài cái phần mềm này trên cả hai máy, đó là trên máy tính và trên cả điện thoại. Thì nếu cần thì tôi sẽ có một cái video hướng dẫn riêng về cái việc cái cài cái iVCam này như nào. Được chưa? Thì khi sử dụng như vậy thì ta vẫn sử dụng cái ứng dụng camera này thôi. Tuy nhiên là gì? Ta bấm vào phía trên này, ta chọn thay đổi camera là sang gì ạ? Sang cái iVCam. Đây tôi sẽ bật cái iVCam ở trên điện thoại. Một cái điện thoại thứ hai của tôi. Để tôi bật ứng dụng iVCam. Thì hai cái phần mềm mà trên máy tính và trên điện thoại nó sẽ tự động nó tìm. Đây ta nhìn thấy chất lượng hình ảnh nó sẽ tốt hơn hẳn so với gì ạ? Với cái camera của máy tính. Nên thầy cô hoàn toàn có thể yên tâm.
Đây ta xem lại nhé, màn hình của học sinh sẽ ở bên tay phải này. Đấy chưa? Mà một ưu điểm của cái sử dụng cái IP cam nữa là thầy cô có thể là xoay, có thể lật camera. Đúng không? Ta có thể chuyển sang là gì, camera như kiểu cái hiệu ứng gương ấy. Nhưng có một nhược điểm của gì ạ, của cái cách dùng này là đôi khi nó có một cái độ trễ nhất định ở trên máy tính và gì và trên cái màn hình của học sinh, có thể có một cái độ trễ. Chính vì vậy mà thầy cô cần gì ạ, cần thử nghiệm và lựa chọn xem là cái sử dụng camera là sẽ hợp lý hơn trong cái quá trình giảng dạy của mình. Như vậy là trong video này thì tôi đã hướng dẫn với thầy cô cách sử dụng camera của máy tính và camera của điện thoại trong cái việc gì ạ, dạy học, và để chiếu cái bảng mà sao cho học sinh có thể thấy được gì, thấy được full cái màn hình, được toàn bộ cái phần trình bày bảng của các thầy cô, và hy vọng các thầy cô có thể sử dụng một cách thành thạo trong quá trình dạy học của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các thầy cô.